Ơi cáo đang đẹp mà cắt đi làm gì, phí quá phí. Vậy các bạn chưa từng hô biến một cáo cũ thành một cái túi xịn rồi, cắt ngắn may ngang lộn lại thành cái túi ba gang, nói không với bị ni lông bảo vệ môi trường lại không còn quăng cáo cũ rồi ngồi tí. Ai hỏi mua ở đâu đẹp vậy, ngẩng cao đầu tự tin trả lời liền, ê túi tao tự may. Xin chào mọi người, mình là Kim Ngân sửa đồ đây. Hôm nay thì mình sẽ sửa áo cho một vị khách nha. Cái áo này thì bạn ấy bảo là mặc nó hơi đứng tuổi quá ấy, mà bây giờ bạn muốn thay đổi đi. Bạn ấy kêu với mình là bạn ấy có rất là nhiều quần áo còn tem mác mà chưa mặc đến lần nào. Còn đây là cái thành quả cái áo sau khi mình đã sửa nha. Trời ơi mấy cái quần nè, chẳng biết không mặc lọt luôn. Với lại một cái quần cũng khá là cũ rồi, không có còn mặc nữa nên hôm nay quyết định gắn hai cái quần vô thành một cái. Chị Ngân thấy sao về sự sáng tạo của các bạn trẻ trên mạng xã hội bây giờ ạ? Sức sáng tạo của bạn thật là phi thường luôn đấy. Tại vì không chỉ tái chế ra quần, từ quần ra túi ba lô như Ngân mà các bạn có thể sáng tạo ra những cái món đồ khác cũng thiết yếu và có thể kéo